Ở đây à, hồi chiều giờ hai chồng đi từ lúc 5 giờ mấy, bây giờ là 6 giờ mấy rồi đó. Được mớ nấm búp này, thấy ngon không? Thì nấm này ngoài thị trường bây giờ là khoảng 3 đến 400 ngàn một ký, tại vì chỗ mình nhiều nên giá nó cũng rẻ. Thì nếu mà nấm này mà đi Sài Gòn á, tầm khoảng đâu mình cũng không rành nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ mắc hơn nhiều đó. Mình vừa tìm được một ổ nữa. Bữa nay là trời nó không có mưa, thành ra độ ẩm nó cũng cũng không có. Bữa nay là trời không có mưa, thành ra đất nó khô, vạt nấm nó lên nó nứt hết trơn này. Nấm rất là ngon nhưng mà nó lên nó nứt hết, thấy không? Đây, khui khui ra. Bữa nay có phụ tá đi nhổ nấm nè. Tụi mình nhổ bằng cái cây gỗ các bạn, cái đó không phải là cái kim loại đâu nha, nhổ bằng cái cây gỗ. Không có mưa thành ra nấm nó lên nó hơi khô, nó nứt hết trơn à, nứt hết rồi. Nhưng mà không sao, nó vẫn cái độ thơm ngon của nó thì không có ảnh hưởng gì đâu các bạn, không có mập nấm thôi chứ. Nhổ thở này. Chào mọi người. Rất nhiều bạn mong muốn mình sẽ làm cái video đi tìm nấm mối, nhưng mà hôm qua tối hôm qua hai vợ chồng dắt nhau đi mà cũng không tìm được bao nhiêu các bạn. Nói chung là chưa, nấm nó chưa có rộ nhiều ở ngay tại cái chỗ của mình, thì nấm nó chưa có rộ nhiều. Đi quá trời quá đất luôn mà được đâu khoảng nửa ký lô thôi. Đó. Ô cái xe. Mấy hôm nay đi mưa, mấy hôm nay đi mưa riết bây giờ nó kêu sao 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 sao. Chuẩn bị phải đi bác sĩ rồi. Thì bữa nay mình sẽ đi suối câu nha các bạn. Suối hôm nay nước rất là ngon. Người bây giờ hơi hơi mệt mệt á, nhưng mà nước ngon quá nên là phải đi thôi. Suối hôm nay nước đỏ đầu nguồn về nhá. Thôi bây giờ mình sàng đồ xuống dưới câu. Rồi xong, nước ngập bãi luôn các bạn ơi. Tính hí hai hửng xuống này câu cuối cùng ngập luôn rồi. Cái này phải di chuyển bãi khác, bãi câu dưới này nè mà ngập hết rồi. Thôi đi qua bãi khác nha. Đó, nước lên quá trời luôn. Nước nó ngập hết cái bãi câu rồi. Mình đi tìm bãi câu, đang đi tìm các bạn hơi cực. Thì phát hiện một cây nấm mối nè. Mét thôi. Đó. Cái này nó tàn rồi, hư rồi nha các bạn. Người ta không thèm lấy nè. Năm nay nấm mối mọc rất ít. Ở cái chỗ của mình thì mọc rất là ít. Đó. Ui, rất là thơm nha. Thơm dữ lắm. Quá thơm luôn. Đó. Ok. Thôi. Ô. Máy quay bị sao vậy nhỉ? Đó. Thôi đi tìm bãi câu tiếp các bạn ơi. Bây giờ phải đi dọn bãi rồi. Vòng vòng đây là không có chỗ rồi. Món đồ không thể thiếu khi đi suối mùa này, kinh điển luôn. Cuối cùng cũng được ngồi câu các bạn, mình phát sơ sơ thôi ha, ngồi thử có được không. Thì đây là mồi câu nha. Giờ đi đào trùng vẫn chưa có luôn. Cái mỗi bữa câu phải tốn tiền á. Đây. Đó. Rồi. Ngồi đây giật thử chút nha. Con thua không? Đây. Thả câu nha mọi người. Đang là khoảng đâu đó 1 giờ chiều đó. Mình chưa có chặt mấy cây chống cần nha, mọi người theo dõi đỡ đi, để mình làm xong cái. Ui ui ui, có, ui xồi,
À, xảy rồi. Cá chốt rồi bạn ơi. Cá chốt à. Lên lên. Ô con gì tru. con đầu tiên các bạn ơi. Cái me riết cũng lụm mà. Cái này. Im cái. Hả, ngon chưa? Nước này là chỉ quánh chủ yếu là cái con cá này thôi các bạn. Hên hên thì mày dính cá phi bự hay là cá chạch, cá lăng. Một con nha. Ý, ngon, rất là ngon luôn các bạn ơi. Nhìn con này là nhớ tới cái món kho tiêu á. Cho giỏ nha. Cá này thì quan trọng là nhiều, mình câu nhiều có ít là do mình cái bãi câu của mình á. Lựa bãi câu. Bãi câu cho chuẩn là câu được rất nhiều. Trời. Ê, tiếp tục nha mọi người ơi. Cái bãi này nói chung nước nó chảy cũng mạnh á. Không có câu phao được mà. Đó. Trời ơi, sao không dính các bạn? Giật ngon vậy mà. Đó. Có. Wow, ngon. Lụm lê rai các bạn ơi. Nè. Đây. Con mập không các bạn? Đã chưa? Đó, cứ cỡ này mà kho tiêu ăn đúng bài luôn. Mình bữa nay mang sao không biết, mang có hai cần câu tay à. Để tí nữa mà rảnh tay thì làm cần câu máy câu thêm nhé. Nước đỏ đã ghê luôn. Ui. Mét nhờ. Đây. Đó, dòng cái bụng nó trắng rồi. Ui, kiến nó cắn. Kiến đất nó lên quá trời luôn. Một con nữa. Cái này không các bạn ơi. Nó những cái cơn mưa đầu mùa xuống á. Mùa khô chả thấy đâu. Mùa mưa xuống chỉ cần nước đầu mùa xuống, nước đầu nguồn về một cái là nó ra quá trời quá đất luôn. Nè, một con nữa. Ok. Sướng đấy. Đó, giật nè. Ồ, có. Ú, quá sướng luôn. Quá nhẹ nhàng luôn các bạn. Một con nữa nè. Đó, một con nữa các bạn ơi. Tùy con nha, có con vàng khè luôn, có con nó sẽ có đốm đốm đen á. Nó đậm màu đen hơn. Tùy con. Mình cũng chả biết tại sao luôn. Đây nè. Chốt. Yeah. Rồi. Có con cá khác rồi nè các bạn. Con cá khác. Mọi người thông cảm nha, tay mình móc trùng liên tục luôn cho nên nó hơi dơ nha. Ô đây. Con nét nha. Đây. À, mọi người thông cảm nha, cái tay mình nó phải móc trùng liên tục luôn cho nên nó hơi dơ nha. Chốt nè. Đó, nãy giờ cá lăn mũ không, giờ mới được con chốt nha. Ngon quá, ngon. Giật lên thấy nặng hơn con kia rõ ràng luôn. Yeah. Ok. Gắn mồi không kịp với tụi này luôn các bạn. Gắn mồi không kịp rồi. Đã lại nha. Cá đây thì đủ loại luôn các bạn. Tha hồ cá luôn. Đó, giật nữa kìa. Vừa thả xuống. Con gì đây? Lắc. Trời ơi. Vừa thả xuống các bạn ơi. Mình vừa thả xuống chưa được 30 giây nè. Con lăn.
Phê quá. Lăn đuôi đỏ các bạn ơi. Ôi, mình không làm không kịp với tụi này rồi. Quá ghê, quá ghê. Năm nay hạn hán rồi, El Nino các thứ. Nhưng mà cái gì đến cũng phải đến các bạn ơi. Nước đỏ nó vẫn phải về, chứ không thể nào mà không có luôn được. Đây. Bên này nè, mình vừa đổi góc một tí các bạn ơi. Dúng luôn. Mình vừa đổi góc một tí nha. Nó chỗ kia nó vướng quá. Trời nó nắng. Trời nó nắng ra cái chĩa máy quay ra nắng là bị chói nắng. Mọi người thông cảm nha. Giật cánh nữa nè. Ây da. Cái ngạnh con này nó rất là cứng, y như đinh vậy. Đây. Có. Đây. Đó là hai con chỗ luôn. Chói quá, nhìn chả thấy gì. Hai con chỗ luôn các bạn ơi. Nó liên tục luôn các bạn. Cái con này nó có đàn vô các bạn. Ví dụ các bạn vừa giật hụt nha, là cái cần tiếp theo là khả năng cá ăn sẽ rất cao luôn. Tại nó đi một lần đi theo đàn chứ nó không có đi một mình nha. Con này hụt là con kia ăn. Kiểu vậy. Này, có. Con nhỏ à. Quá trời quá đất các bạn ơi. Nữa. Thấy không? Nè. Có bầy vô đó. Có bầy là thường dính chùm lắm. Hết cần này tới cần kia nha mọi người. Đó. Con này mà bây giờ ra chợ phải hơn 100.000 ký nè. Nhưng mà câu đựng ký này cũng mệt lắm đó nha. Giảng nộp. Quá đẹp. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn hỏi là tại sao mày biết con cá đó nó đi theo đàn, nó dưới nước. Tất nhiên là mình sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà mình là cái người câu cái con cá này từ lúc mà còn học tiểu học tới giờ. Là đâu đó cũng phải 20 năm rồi. 20 năm câu con cá này rồi, ít nhiều gì mình cũng biết được cái đặc tính của nó ha. Là để ý những lần nó ăn câu hay này kia là mình biết đặc tính của nó, là mình có thể nói lại cho bạn nghe được. Xảy rồi. Đang nói chuyện con này. Này. Rồi bước. Một con nữa nha, giật rất là mê luôn. Ê quay, con rắn nó bò qua kìa. Đó, ui đi nhanh thế. Trời. Rắn nó bò kinh dữ các bạn. Cỡ mà đi thuyền hơi nó dí theo chạy sao kịp biết luôn. Đây, bữa nay mình sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo nhỏ để mà câu cái mồi trùng, cái mồi dưới đất nó nhạy hơn rất là nhiều nha. Không biết là bạn móc bằng kiểu gì nhưng bạn phải luôn luôn móc cái đầu trùng trước. Đây. Đó, luôn luôn móc cái đầu trùng vô trước nha. Còn sau đó bạn muốn móc kiểu gì móc. Đấy. Lưu ý là mình không được móc hết con trùng. Mình luôn chừa một... Nó ngoe ngoảy là như thế này nè. Đó. Đó. Luôn chừa một cái phần ngoe ngoảy. Đó. Rồi cái lưu ý cuối cùng á là mình phải bấm một tí đi.
dụ như nó dài như đây nè, đó các bạn bấm. Bạn bấm một tí thôi, đấy. Mục đích của cái việc này là làm cho con trùng nó bị thương. Và khi mà con trùng nó bị thương, nó sẽ tiết ra cái dịch một cách rất là mãnh liệt. Mà cái dịch trong cái người con trùng thì con cá nó rất là mê và nó rất là dễ đánh mùi thấy cái con mồi và nó ăn. Thành ra là mình câu như thế, mình móc như thế nó sẽ nhạy hơn là bình thường rất là nhiều. Ok. Yes. Đó. Rất là nhạy nha, cứ móc trùng kiểu đó đi. Đây đây. Con chốt chốt hả? Chốt. Đây các bạn ơi. Con chốt thứ hai trong buổi chiều hôm nay nha. Đó, câu lăn mũ riết à, được con cá nào khác mừng dữ lắm. Ok. Đấy, mưa mát luôn, mát lạnh luôn á. Nó bự các bạn ơi. À, chà má luôn. Cái này. Ôi. Ồ, cá lăn mũ khủng long nhất từ đầu giờ luôn nha. Ô, con nào cũng được vậy mê rồi. Bự lắm. Con này dài chắc phải 15 phân các bạn à. Cái gan mình là 21-22, con này phải 15. Quá đã luôn ha. Cho giỏ đi. Mưa xong cá ăn chậm quá các bạn ơi. Ngồi chờ riết mới dính á. Lai à. Chứ không có ăn mạnh như hồi mới đâu. Để kiếm thêm ít con nữa rồi đi dạo dạo mình tìm nấm mối nha. Thằng kia nó con cá gì nó ăn mà nó chui vô, nó bơi lên sát mặt nước luôn. Rất là đẹp ha. Cũng chưa trễ lắm mà chắc rút quân đi về sớm các bạn ơi. Sấm sét đánh đùng đùng rồi. Cái hướng về là cái hướng bên đó đó mà mây đen quá. Mấy bữa nay đi mưa, đi câu bữa nào cũng gặp mưa, gặp sét. Rất kinh ra. Mà chắc mình thu cần về sớm sớm một tí. Nước hình như là nước rút các bạn. Hồi nãy lúc mà mình giục cái vỏ này xuống nè, nó ngập nhiều lắm mà bây giờ nó ngập có tí xíu à. Wow, cá lăn mũ thôi. Cá lăn mũ với cá chốt. Cá lăn đỏ nữa. Nhúc. Mình câu vậy còn thua người ta các bạn. Người ta câu nhiều lắm. Đó. Nè. Đó, như đây về vừa đủ thịt luôn các bạn ơi. Làm được một chảo kho tiêu ngon lành luôn. Thôi mình đi về nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Mưa tới nơi rồi.